Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 20 gì vậy? Không, có người 20 là gì đó? Không, có người nói em 19, còn có người nói em 20. Rồi tháng kiếm được nhiêu? Không biết nữa. Không biết luôn. Mình bỏ sức ra mình làm thì mình phải lấy lại được những gì mình đã bỏ chứ. Không, tại bà bỏ cho chồng nhiều quá. Cho tất cả danh hài khi một trong hai danh hài tươi cười. Dạ em chào hai giám khảo. Dạ em chào. Mặt này ảo quá. Mặt có duyên rồi nè. Em tên gì? Dạ em tên Hân. Tên đầy đủ? Trần Ngọc Hân. Trần Ngọc Hân. Mình ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Nhưng mà em đang học ở Gạch Giá, làm ở quán cà phê The Gay. Cái gì nghe đờ gây nghe hết hồn vậy? Gây hay là sao? Gây, cái cổng. Cái cổng. Gây, the gate. Đờ gây, Ở trong đó có gây lộn nhiều không em? Không hả? Em làm cái vai trò gì trong quán cà phê? Dạ bưng nước. Không, order. Order. Dạ. Yeah. Giờ tiếng Tây không chứ? Vẫn có bà tiếng Tây không? Order được. Rồi tháng kiếm được nhiêu? Không biết nữa. Không, bà nói là tới giờ chưa lãnh lương hả? Không, có lãnh rồi mà bà nói lương tháng nhiêu quên rồi. Nhưng mà tới tháng cái bà phát lương em nhận em điếm. Không điếm luôn. Mình bỏ sức ra mình làm thì mình phải lấy lại được những gì mình đã bỏ chứ. Không, tại bà bỏ cho chồng nhiều quá. Rồi, khẳng định. Có khẳng triệu định chứng luôn rồi đó. Là em là con của bà chủ quán hả? Em không phải con chủ quán sao người ta đưa tiền em nhiều mà em không đếm tiền luôn là sao cưng? Quán gia đình hay sao? Dạ không, quán người ta. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 20 gì vậy? Không, có người 20 là gì đó? Không, có người nói em 19, còn có người nói em 20. Bây giờ lương cho người ta tự quyết định. Coi giờ tuổi nó cho thiên hạ quyết định luôn. Bây giờ tôi hỏi cái này nè, mà bà không biết là tôi về tôi sẽ mét má bà đó. Ba tên gì? Dạ. Ba em tên gì? Cha tên Hùng. À, vẫn biết được ba mình tên Hùng là vui rồi. Chứ tôi sợ là nó không có người kêu ba em tên này, không kêu ba. Rồi bây giờ em có bồ chưa? Hả? Chưa. Anh hỏi gì thôi chứ anh biết mà. Vậy sao có được? Chưa đâu, chưa đâu. Em phải tỉnh ra thì mới có bồ được nghe cơ nha. Mà bị vậy lâu chưa? Không biết nữa. Biết mà, tôi biết mà. Em không biết chứ anh biết. Bà rung hai cái chân bà quýu lại luôn. Nhưng mà đây là một trong những thí sinh mà nói tiếng Anh chuẩn nhất mùa này á. Đừng có giỡn nha. Nè, bò quang tới vòng năm nè. Bò tới vòng năm cho coi nè. Đừng có giỡn với người ta. Cà phê tiếng Anh là kêu sao nè? Cà phê tiếng Anh C-A-F-E. Đừng có giỡn. Xe bè đó. Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đó. Rồi úp la tiếng Anh kêu làm sao? Bỏ dấu ra, đừng có bỏ dấu vô. Là thí dụ? Ốp. Ọp. Là. Ờ. Ọp la. Ốp la tiếng Anh là ọp la. Ọp la. Hay quá. Vô à. Cái mé này không chừng vô sâu à. Cái cổng người ta kêu sao? Cái cổng sao nó lỡ nè. Đờ gây. Đó. Thì ha. Cho em xuống dưới đứng nha. Đấy, đấy. Được hết á. Đứng leo lên đầu tôi thôi nha. Có duyên, mặt có duyên, mặt có duyên. 60 giây của em bắt đầu. Tiếc quá à. Uổng quá à. Tiếc. Uổng quá. Tiếc quá à. Ừ. Uổng quá. Có gì mới nha. Còn 49 giây đó. Tiếc quá. Một hồi nữa nó tiếc lại. Uổng quá. Tiếc quá. Uổng. Mà uổng cái gì? Bà nó ơi, việc nấu cháo của tôi đâu rồi?
Ông từ từ cái, hai con tôi chưa biết giết con nào nè. Ơi. Chúc mừng em vừa có 2 triệu đồng. Thông minh. Nghĩa là hai con này là hai con vịt đúng không? Vịt sim. Vịt sim à. Được chưa? Vô rồi đó. Đứng vô giữa đi. Đứng vô giữa bị bắn. Thôi bà đừng có túm nữa bà. Bà xạo quá, bà không có rung đâu. Bà lanh lắm. Không có, thường thường là lanh lắm, khùng lắm. Mà sao tự nhiên cái. Đừng có xạo. Không, không chị. Được chưa? Không ai rung mà ví giám khảo là hai con vịt đó. Rồi, hên tiếp đi. Hả? Hên hồi nãy sửa kịch bản. Bà ơi, giả cày cái tôi rồi. Chết luôn. Đừng có thịt chó ông ơi. Được chưa? Rồi. 60 giây của em bắt đầu. Chưa chạy nữa. À, muốn chạy thì chạy. 30 31 lộn. 30 29 28 đồng hồ nhảy ngược bảo đó 30 lên 31 27 em đếm đúng mà. 25 chờ đèn xanh đèn đỏ. 24 23 22 21 10 19 8 7 6 5 4 3 2 1 đèn xanh qua lộ. Qua đi. Trời ơi, chó cũng phải biết nghe lời người chứ. Tạm lại nghe, mày qua nghe. Mà hết giờ mày qua luôn đi, đâu có xe đâu. Kêu qua lộ đi. Qua đi. Con ta đặt tên chó mà không biết nghe lời. Thật ra là duyên đó. Chỉ có cái là nó chưa có đậm đà để mà. Em hiểu không? Giống như mình đặt pháo á, nó phải có cái que diêm nó mồi cái mới nổ được. Thiếu cái que diêm đó. Chứ là cái câu chuyện là thông minh á. Đếm xong cái rồi hết giờ, rồi qua lộ. Duyên, thấy không? Mình đang băng qua đường mà đang đếm cái đèn đỏ thôi mà. Thông xui, minh. Xui cho em là tiếng lực nói ra. Mà em nghe nói mà em tính la, không biết ai nói, em kêu nhỏ nhỏ thôi. La anh đi, sao anh em không la? Không, em không biết anh nói. Với lại cái đó em đứng ở đó. Em đứng em dòm. Em đếm 5, 4, 3, 2, 1 là tụi anh cũng biết là đèn đỏ. Chỉ có cái đầu tiên á là tiếc quá là tụi anh không biết chuyện gì xảy ra. Hiểu không? Dịch đấu trao, chưa biết vô nào, cái đó là bất ngờ thiệt. Còn cái kia thì cũng không bất ngờ gì mấy. Khán giả có thể bất ngờ, nhưng khán giả không bất ngờ nữa vì sao? Vì ông kia đã nói chờ đèn đỏ. Lỗi anh em, xin lỗi. MC mà, đúng không? Đúng. Người ta diễn cái gì thấy kệ, người ta bình luận cái gì mà, đúng không? Đúng. Tại sao vậy? Bán lẩu thì có ai nói gì mình không mà người ta qua đường mà nói người ta. Thôi giám khảo mà bà. Đúng không? Rồi đúng người luôn. Người ta mất 10 triệu bây giờ trả người ta 10 triệu. Ừ điệu đi. Chứ bán lẩu được quá mà. Đúng không? Đúng không? Quán lẩu quán anh trừ được không em? Thôi. Anh nói giỡn thôi.